không phải là một đối thủ mà ông bầu Tùng Văn Môn đánh giá có lẽ rằng yếu hơn so với đội bóng của ông. Các đội bóng ở trong vòng đấu loại trực tiếp mới là vấn đề, mới là điều mà ông bầu Tùng Văn Môn cũng quan tâm. Một tốt tuyệt vời, một tốt tuyệt vời, một chân sau đầu. Đó là những gì mà phụ công Trương Duy Tuyến đã thể hiện pha bóng vừa rồi cực kỳ đẹp mắt. Tình huống khi chuyển một chân sau đầu hoàn hảo đến từ chàng trai đến từ Nam Định. 12-4 rồi. Còn gì thấy ở trong những trận đấu vâng, tình huống quét bóng ăn điểm ấy đến từ vị trí của Huy Con, một Huy Con của năm 2000. Giải khác em ơi, giải khác, đây là giải khác nha, phiên bản của Quang Tùng Sport của những năm 1900 hồi ấy. Nếu như các bạn những năm 1900 hồi ấy các bạn thấy Quang Tùng thì cũng không khác gì Huy Con thời điểm hiện tại. Tiến đen, trời ơi, cao quá cao. Cơ hội cho Quý Suất đây rồi. Đã cho điểm số cho tiền bàn Phúc Thịnh 53. Điểm số dành cho bên phía của Tùng Văn Môn 5-3. Phạm trận thành công đó là Tiến đen 63. Vừa thực hiện một pha chuyền quá khó. Đây là cơ hội cho Tùng Văn Môn. Đinh Văn Duy chưa được. Tiếp tục là Đinh Duy. Đây cũng là Duy nhưng nó lạ lắm anh em ơi. Yêu cầu trên 3 này các bạn ơi. Xử lý của Đinh Văn Duy, bóng đi ra ngoài. Một pha đi vào lòng đất của Đinh Văn Duy. Biên 4 Duy Tuyến. Vâng, pha đá bóng tốt của Duy Tuyến. Điểm set boy ở trong những đấu đầu tiên. Set boy. 14 Ngọc Thuận mang đồ bảo hộ và mắc cá nha em ơi. Lật băng sơ mi. Tình huống phát bóng mang đến trực tiếp của Ngọc Thuận. Và chúng ta đã kết thúc trận đấu đầu tiên. Bây giờ thì chúng ta cùng đến với đại hiệp thi đấu thứ hai. Điểm vàng Phúc Thịnh họ sẽ phải cố gắng quyết tâm rất cao để có thể có được những điểm tốt. Và họ vẫn còn một trận đấu nữa đối với lại đội bóng Nhân Củ Chi. Đi trước là vẫn còn trước 3 điểm rồi. Bây giờ lên chấp 3 điểm các bạn ơi. Bóng đến từ vị trí của Huy Con. Và bóng chưa sang lưới của Huy Con. Hiện tại vẫn có Chí Thống nhưng mà Chí Thống đang chỉ bị anh em. 1-0. Tình huống block thành công của Tiến Đen. Ba đuổi. Tình huống block thành công của Tiến Văn Phú Thịnh 3-1. Tuyến vào thi đấu ở vị trí núi giữa, Cường vào đùi không vào căng nhé bạn. Tuân ở vị trí bên 2, Cường ngồi phía ngoài. Vẫn còn. Đánh chồng điên. Đối cho bạn là. Vậy là cơ hội cho Tiến Văn Phú Thịnh. Có tình huống mà xử lý chạm lưới của Quý Suất, đôi điểm dành cho đội chủ. Hai bạn ở bên ngoài đây các bạn. Tạt bóng lỏng tay. Rất đơn giản cho của Huy. Quý Suất một bàn tay không. Nhưng mà nói chăng lưới nữa rồi mà thấy đúng mình 3 đều. Chặng lưới của Quý Suất, nhưng so với Ngọc Thuận thì Quý Suất vẫn thấp hơn Ngọc Thuận 5 phân. Và pha xử lý vừa rồi với sải tay dài thì tỷ số giờ là 3 đào dành cho bên phía của Tùng Văn Môn. Và phát bóng đến từ vị trí của Huy Con. Đội một tốt của Thành Đen. Thành Đen và phá chắn tốt đến từ vị trí của ông Hồ Làng Thành Đen. Bốn mấy là giải đấu đó chắc chắn là chất lượng. Không ai khác đó chính là Ngô Văn Thành, đã được các cổ động viên tán thưởng bằng danh vị ông vua hội làng. Các bạn theo dõi và được quên cho mình xin lỗi lăng. Cảm ơn tất cả các bạn rất nhiều. Tốt. Anh like chỉ tên đúng trên kênh YouTube Mê Bóng Chuyền thôi em ơi. Tình huống bắt thành công của cặp đôi đó chính là Ngọc Thuận và Duy Tuyến. Cặp đôi có chiều cao phải nói là tốt nhất trên sân thời điểm hiện tại. Một người chiều cao 1m94, một chàng trai cao 1m93. Chuyển này Võ Minh Long. Đập bóng chuyền hơi lỗi nhưng mà tình huống Thạch Đen không thành công anh em, và bóng không chầm chắn và bóng đi ra ngoài. Xa 4 tình huống phát bóng vào điểm trực tiếp của Hồng Cơ Bắp. Duy Tuyến, Ngọc Thành, Duy Tuyến tiếp tục sẽ là cơ hội. Bùi giữa, bây giờ tình huống chuyển bóng không thành công của Nguyễn Ba Đùi. Còn bây giờ là 7-6 rồi. Tốt. Lọt tay trắng rồi anh em ơi. 7 đều. Duy Tuyến xuất phát điểm của cầu là một phụ công. Chàng trai với câu nói kinh điển tay to hơn chân và chân to hơn tăng. Đây rồi, cơ hội phản công dành cho bên phía của Tiệp Bang. Vật đà cực tốt của Quý Suất. Chàng trai này như tôi ngày hôm qua có ăn ở dưới cầu ấy. Vâng, ăn nằm với Quý Suất thì tôi nắm được là 1m88. Tim cam đánh rồi anh ơi. Bật chắn là lên tới 3m35. Chàng trai đến từ mảnh đất Kiên Giang. Tình huống đá bóng cực kỳ hay của Duy Tuyến. 8 đều. 8 đều dành cho bên phía của Tùng Văn Môn. Cái quân bóng này đang thi đấu ở một vị trí mặt trái với sân trường trong nhà. Người ta thi đấu ở vị trí thủ công thì hôm nay kéo ra đến vị trí thủ công. Rõ ràng thì hiệu suất của cái này là rất tuyệt vời. Tốt của Quý Suất. Rồi biên 4 Thành Đen. Bóng hay của Ngọc Thuận, bóng vẫn tuyệt vời. Cơ hội tiếp tục đến với cái chàng trai của Tiệm Vàng Phú Thịnh. Đó là Hồng Cơ Bắp. Duy Tuyến chưa thì xong trận đi. Đây, em chấp không? Đây, đây. Này là ông 7 luôn nè, anh ngược là ông 7. Hàng trái em 7 các bạn ơi. Bây giờ là hai trái em 7 rồi. Rất khó chịu. Đến đây. Rất khó chịu. Đến đây. Quá tuyệt vời. Tình huống đập bóng như bóng bổ của Quý Suất. Suất Suất là suất cơm ấy, không phải suất tinh đâu. Quý Suất. Lại là Quý Suất anh em ơi. Anh em nếu mà anh em từng xem giải của chú Hảo Vũng Tàu thì Quý Suất đánh cực kỳ cháy. Với sức bật đà lên tới 3m tới 4 anh em ơi. 3m4 3m45. Quy đang xuất. Con của Ngọc Thuận ở vị trí bên này. 10, 11. Nó đã đến thời điểm hiện tại thì xem thứ không có đánh bạn ơi. Cái vấn đề nhất của giải đấu này có lẽ là từ những chấn thương từ vị trí của Ngô Duy. Đấy rồi. Chuyền quá khó, chuyền hơi lỗi em ơi. Quý Suất. Quý Suất. Tiếp tục là Quý Suất. Điều kiện bóng chuyền bãi biển của Sa Đéc Khánh Hòa yếu cực kỳ tốt. Quý Suất bây giờ nóng rồi các bạn ơi. Sắp sút rồi. Cái mà cuộc rồi. Tiếp tục là Quý Suất. Có điểm dành cho anh vị nữ của tiền đạo Phúc Thịnh. Một đội bóng tuy không đoàn kết nhưng vẫn cãi nhau. Nhà này đang đấu rất là đoàn kết luôn. Mùi rồi, khét lẹt lẹt rồi. Bóng đi ra ngoài. 11-13. Anh em ơi. Quý Suất chiều cao 1m88 các bạn ạ. Quý Suất đang xuất. Đừng đang xuất là. Quá đến của Thịnh Đen. Quý Suất mở biên này. Bây giờ thì cần phía của đội bóng Thịnh Đen rồi. Set ball dành cho con trai bên phía Thịnh Đen Phúc Thịnh. Chuẩn bị xuất rồi. Cơ hội cho team vàng. Quý Suất. Chào, xin chào 3.200 anh em đang xem livestream trên kênh YouTube Mê Bóng Chuyền anh em ơi. Quý Suất lần này thì đúng rồi. 14 rồi. 14 thành công của cặp đôi 13-14. Duy Tuyến bên phía Suất hay là Suất? Đang Suất lắm. Vẫn còn biên 4 tốt của Chí Thống tiếp tục sẽ là Thành Đen. Cơ hội đây rồi Duy Tuyến. Cơ hội đây rồi Duy Tuyến. 14 đều. Dành cho bên phía của các chàng trai Tùng Văn Môn. Tình huống đánh lòng ngắn tuyệt vời của các chàng trai biên phòng. Đối hợp của tình huống đánh bóng chiến thuật. Quá hay. Quá tuyệt vời. Đây các bạn thấy bộ ba biên phòng đây. Bộ 3 biên phòng đang di chuyển. Những phát bóng rất khó chịu. Và đây là điểm. Với như vậy là kết thúc trận đấu 2-0 nghiêng về đội hình của Tùng Văn Môn.